Xin chào các bạn, chào mừng đến với bản tin sáng mỗi ngày cùng tôi, bình luận viên Anh Quân. Hãy cùng tôi điểm qua kết quả của những trận đấu hấp dẫn tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay. Cùng với đó là những tin tức nóng hổi nhất xung quanh chuyển động của bóng đá thế giới trong 24 giờ qua nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin sáng trên kênh bình luận viên Anh Quân News. Hãy cùng đến với phần tiêu điểm ngay sau đây. Man City lại gây thất vọng với trận hòa nhạt nhòa. Real Madrid nhẹ nhàng giành chiến thắng nhờ sự tỏa sáng của bộ đôi Benzema Vinicius. Barcelona nhắm sao Premier League. Barcelona anh nhằm nhè giám đốc của Tottenham. Trong trận đấu muộn nhất của vòng đấu thứ 29 Premier League, Man City có chuyến làm khách được dự báo nhiều khó khăn trước đối thủ khó chịu Crystal Palace. Và thực sự là đội chủ nhà Palace đã khiến các thủ City phải trả giá qua 90 phút đầy vất vả nhưng vẫn không thể có được điều mà mình cần. Trận đấu diễn ra theo một kịch bản đã quá quen thuộc với các cổ động viên của The Citizen khi các thủ đội khách tỏ ra hoàn toàn áp đảo, cầm bóng vượt trội dứt điểm rất nhiều nhưng lại chẳng thể chuyển hóa những cơ hội mà mình có thành bàn thắng. Những cơ hội cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày của những Julius, Mahrez hay là Phil Foden trong sự thất vọng của thủ áo xanh. Để rồi khi tiếng còi mãn cuộc vang lên vẫn không có bất kỳ một lần nào mà bóng được đưa vào lưới và Man City đành chấp nhận kết quả hòa với tỷ số không đều. Với trận hòa tai hại này, Man City đã tự làm khó mình khi họ chính thức để Liverpool rút ngắn khoảng cách xuống còn 4 điểm, trong khi lữ đoàn đỏ vẫn còn một trận chờ đá trong tay. Với tinh thần đang hưng phấn sau cuộc đội ngược dòng trước Paris Saint-Germain tại Champions League, Real Madrid đương nhiên là đội bóng được đánh giá cao hơn trong chuyến làm khách đến sân của đội bóng yếu Real Mallorca. Dù vậy, Los Blancos đã tỏ ra khá bế tắc trong nửa đầu của trận đấu khi họ không thể một lần tìm thấy mảnh lưới đối phương trong suốt 45 phút đầu tiên. Sang hiệp thi đấu thứ hai, thế bế tắc đã được công khai nhờ sự tỏa sáng của bộ đôi quen thuộc Karim Benzema và Vinicius Junior. Phút 55 của trận đấu, Benzema có đường kiến tạo thuận lợi để Vinicius ghi bàn mở tỷ số. Khoảng 20 phút sau, đến lượt Vinicius đáp lễ khi anh mang về quả đá phạt đền để người đàn anh của mình dễ dàng nhân đôi cách biệt từ khoảng cách 11m. Chưa dừng lại ở đó, Benzema còn có thêm một bàn thắng ở phút 82 để ấn định chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 dành cho Real Madrid. Mặc dù mang về rất nhiều ngôi sao kỳ chuyển nhượng mùa đông và đã chốt được một vài cái tên cho mùa hè, nhưng Barcelona chưa muốn dừng lại khi họ lại tiếp tục nhắm thêm một ngôi sao ở vị trí tiền vệ, đó là Rafinha của câu lạc bộ Leeds United. Từ khi chuyển đến sân Elland Road vào năm 2020, ngôi sao người Brazil là nhân tố không thể thay thế bên hành lang phải của The Quarry. Mặc dù phải chơi trong một tập thể không có nhiều cái tên nổi bật, nhưng anh cũng đã có cho mình 9 bàn cùng 3 đường kiến tạo. Phong độ ấn tượng đó khiến cựu sao Sporting được rất nhiều ông lớn quan tâm như Liverpool, Chelsea hay mới đây nhất là Barcelona. Theo Fabrizio Romano, đội chủ sân Camp Nou đang đàm phán với Leeds United để có được mức giá hợp lý nhất cũng như chờ đợi quyết định từ phía Rafinha. Nếu cầu thủ này gia nhập Barca, mùa giải tới của Blaugrana hứa hẹn sẽ rất đáng xem khi họ sở hữu nhiều cái tên chất lượng ở trên hàng công. Sau khi chứng kiến phong độ ấn tượng của Philippe Coutinho từ khi gia nhập Aston Villa, huấn luyện viên Steven Gerrard đang nhắm thêm một đồng đội cũ là tiền đạo kỳ cựu Luis Suarez, người đang được đồn đoán sẽ rời Atlético Madrid vào mùa hè này. Theo The Athletic, lão tướng người Uruguay được coi là mục tiêu số 1 của đội chủ sân Villa Park trong phiên chợ sắp tới. Hợp đồng của Suarez với Los Rojos Blancos chỉ còn đến cuối mùa giải năm nay và cựu sao Liverpool chưa có ý định gia hạn hợp đồng. Tiền đạo sinh năm 1987 đang cân nhắc lời đề nghị từ Aston Villa, đội bóng mà đồng đội cũ của anh là Steven Gerrard đang là huấn luyện viên trưởng. Nhà cầm quân người Anh đã có những cuộc nói chuyện với giới chủ của Aston Villa nhằm thuyết phục đội bóng giúp anh tái hợp với người bạn cũ. Gerrard đang cho thấy anh khá mát tay trong chuyển nhượng khi hồi sinh thành công một Coutinho bùng nổ. Hy vọng điều tương tự cũng sẽ đến với Suarez nếu như anh được tái ngộ với những người anh em cũ của mình tại sân Villa Park. Tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang đang trải qua những ngày tháng đầu tiên không thể hạnh phúc hơn tại đội bóng mới Barcelona. Chân sút người Gabon nhanh chóng thể hiện cái duyên ghi bàn của mình khi anh đã có được 6 bàn thắng chỉ sau 9 trận ra sân cho đội chủ sân Camp Nou. Những màn trình diễn ấn tượng của Alba khiến anh liên tục nhận được lời khen có cánh từ huấn luyện viên Xavi. Sau chiến thắng 4-0 vừa qua của Barca, trận đấu mà Alba đóng góp một bàn thắng, Xavi hào hứng phát biểu: "Alba chính là món quà từ thiên đường. Cậu ấy mang đến đây rất nhiều sự tích cực, cậu ấy hòa nhập rất nhanh trong phòng thay đồ và không mất nhiều thời gian để thích nghi với toàn đội. Cậu ấy có thể tạo ra những cơ hội, có thể ghi bàn và có thể pressing. Việc được dẫn dắt Alba là một vinh dự đối với tôi." Nội bộ của Paris Saint-Germain vào lúc này đang vô cùng hỗn loạn sau thất bại đau đớn trước Real Madrid tại Champions League.
Không chỉ huấn luyện viên Mauricio Pochettino mà cả giám đốc kỹ thuật Leonardo cũng đang chứng kiến chiếc ghế của mình lung lay dữ dội. Theo tờ The Athletic, đội bóng thủ đô Paris đã tính đến việc nói lời chia tay với Leonardo sau hơn 10 năm gắn bó và bắt đầu tìm kiếm người thay thế cho vị trí giám đốc kỹ thuật. Một trong những mục tiêu đang được gã nhà giàu nước Pháp nhắm đến chính là Fabio Paratici, người hiện đang nắm giữ vai trò tương tự tại Tottenham Hotspur. Tuy nhiên, khả năng Paris Saint-Germain có thể thuyết phục thành công vị giám đốc người Ý là không cao khi Paratici mới chỉ gia nhập Tottenham vào mùa hè vừa qua và ông chưa có định ra đi chỉ sau chưa đầy một năm gắn bó với gà trống. Tại Spur, Paratici cùng với người đồng hương Antonio Conte trên băng ghế huấn luyện đang tạo ra một cặp bài trùng ăn ý và bộ đôi này hướng đến việc mang đến nhiều thành công hơn nữa cho Spur trong tương lai. Không chỉ có huấn luyện viên Pochettino và giám đốc Leonardo mà nhiều ngôi sao trong đội hình của Paris Saint-Germain cũng đang rục dịch tính chuyện ra đi sau trận thua đau trước Real Madrid. Một trong số đó chính là tiền vệ Angel Di Maria. Kể từ khi chuyển đến sân công viên các hoàng tử vào năm 2015, Di Maria luôn là trụ cột quan trọng trong đội hình của Paris Saint-Germain. Kể cả với sự xuất hiện của Lionel Messi ở mùa giải này, tiền vệ người Argentina vẫn có 25 trận ra sân cho đội bóng thủ đô Paris và ghi được 3 bàn thắng. Dù vậy, sau nhiều năm liên tục phải nhận thất bại tại đấu trường Champions League, Di Maria đã cảm thấy chán nản và anh tin rằng Paris Saint-Germain không còn có thể tiến xa hơn được nữa. Hợp đồng của ngôi sao 33 tuổi sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này và tờ AS cho hay anh không hề có ý định gia hạn. Di Maria muốn ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do và trở lại đội bóng cũ, Benfica, nơi anh từng có những năm tháng thi đấu thành công trong quá khứ. Tam tấu MSN lừng danh một thời từng làm khiếp sợ biết bao hàng thủ châu Âu, giờ chỉ còn là dĩ vãng khi họ không còn sát cánh bên nhau. Cả Messi, Suarez và Neymar đang cùng trải qua những khoảng thời gian khó khăn trong sự nghiệp. Tiền đạo người Uruguay đang có phong độ không tốt và anh cũng có những bất đồng với huấn luyện viên Diego Simeone. Không khá khẩm hơn người đồng đội cũ của mình là bao, Messi và Neymar vừa nói lời chia tay với Champions League theo cách không thể cay đắng hơn. Thất bại đó khiến cho Messi cùng Neymar bị la ó bởi chính những cổ viên nhà trong chiến thắng 3-0 trước Bordeaux vừa qua. Chứng kiến điều đó, Luis Suarez đã lên tiếng thể hiện sự ủng hộ với hai người anh em năm xưa của mình khi đăng bức ảnh chụp 3 người lên Instagram cùng dòng chữ: "Chẳng có gì lạ, bóng đá thật dễ khiến người ta lãng quên. Tôi luôn ở bên các bạn, yêu các bạn tôi rất nhiều." Sau khi để Matteo Guendouzi gia nhập Olympique Marseille, nhiều khả năng Arsenal sẽ nói lời chia tay với thêm một tiền vệ nữa trong mùa hè tới, đó là Lucas Torreira. Kể từ khi gia nhập Fiorentina vào tháng 8 năm ngoái theo dạng cho mượn, tiền vệ người Uruguay đã thi đấu khá tốt và thường xuyên có mặt trong đội hình chính của đội bóng thành phố Florence. Trong trận đấu gần nhất, anh không những đã giúp Fiorentina giữ sạch lưới mà còn trực tiếp đem về bàn thắng duy nhất giúp đội của mình giành 3 điểm trọn vẹn. Sau màn trình diễn đó, Fiorentina tỏ ra rất hài lòng với Torreira và bày tỏ nguyện vọng đàm phán với Arsenal về việc mua đứt tiền vệ này. Họ muốn chi ra số tiền 15 triệu euro như đã ký kết trong bản hợp đồng và phía Arsenal cũng rất sẵn lòng để tiền vệ này ra đi. Với việc bán đứt Guendouzi và Torreira, pháo thủ dự kiến có thể thu về khoảng 25 triệu euro vào mùa hè này. Theo tờ The Sun, Liverpool sẽ không bán hoặc cho mượn thủ môn trẻ Calum Hinds-Gallagher trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Gallagher là người hùng của The Kop trong trận chung kết Carabao Cup trước Chelsea. Trong suốt 120 phút thi đấu, anh đã đáp lại niềm tin mà huấn luyện viên Jurgen Klopp dành cho mình khi xuất sắc giữ sạch mảnh lưới trước khi hoàn thành nhiệm vụ với cú sút chuẩn xác trên chấm 11m để giúp Liverpool nâng cao danh hiệu đầu tiên mùa này. Chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng của Gallagher, một số câu lạc bộ ở Premier League đang quan tâm đến thủ thành người Ireland, nhưng Liverpool không hề có ý định ngồi vào bàn đàm phán. Đội chủ sân Anfield chưa biết Gallagher sẽ tiếp tục đóng vai trò thủ môn dự bị cho Alisson ở mùa giải tới và đội bóng hoàn toàn tin tưởng vào tài năng của thủ thành trẻ này. Juventus đang có sự hồi sinh mạnh mẽ với những chiến thắng liên tiếp tại Serie A, nhưng điều đó không thể che mờ một mùa giải thất bại của bà đầm già thành Turin khi họ đã sớm bị loại khỏi cuộc đua cho danh hiệu Scudetto. Đó là lý do mà ngay từ lúc này Juve đã bắt đầu lên kế hoạch bổ sung lực lượng cho mùa hè tới. Nhà báo Fabrizio Romano cho biết ưu tiên của đội chủ sân Allianz đó là mang về một tiền vệ chất lượng để gia tăng sức mạnh cho tuyến giữa. Tiền vệ James Traore của Sassuolo là một trong những cái tên được nhắm tới, tuy nhiên sẽ không dễ để Juve có thể thuyết phục Sassuolo nhả người bởi Traore mới chỉ chính thức gia nhập đội bóng này vào đầu mùa giải. Dù vậy, Juve vẫn còn nhiều mục tiêu khác và họ quyết tâm sẽ chi đậm để mang ít nhất tiền vệ đẳng cấp về. Ở chiều ngược lại, tiền vệ Adrian Rabiot nhiều khả năng sẽ ra đi vào cuối mùa để nhường chỗ cho những tân binh của Juventus. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin sáng trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả và bình an.